Liệu bạn vẫn còn nhớ khi mà Enderman bị giết sẽ rơi ra kim cương? Hay là khi ta có thể nhấn một nút để có ảnh chụp toàn cảnh thế giới của mình? Và xin chào tất cả mọi người, lại là mình, Hưng đây. Và trong video này, ta sẽ cùng đi tìm hiểu 15 thứ trong Minecraft chỉ có người chơi lâu năm mới biết. Và mình khá là chắc là các bạn chưa biết được một nửa trong số này đâu. Và nếu như các bạn thích video này, thì đừng quên ấn vào nút like và nút subscribe nhỏ nhỏ xinh xinh ở phía dưới. Vì YouTube thường sẽ đề xuất những video có nhiều like và tương tác. Và không chần chờ gì nữa, bắt đầu video thôi. Chúng ta chắc đều đã biết một điều rằng chúng ta có thể hồi sinh con rồng Ender để bón thành cho nó lần nữa bằng cách đặt 4 cục Enchristal ở 4 góc như thế này. Tuy nhiên, đây không phải là cách duy nhất ta có thể dùng để triệu hồi nó. Trong một snapshot từ rất lâu về trước, 15.31a, có một cách kỳ lạ ta có thể làm để triệu hồi con rồng Ender này. Đó chính là... cái gì nhỉ? Nhớ lại đi nào. Đó chính là xây một khuôn mặt Creeper làm bằng đất sét. Nếu như các bạn sẽ đúng theo mẫu như này, khuôn mặt sẽ biến mất. Và thay vào đó, con rồng Ender sẽ xuất hiện ngay trên đầu bạn. Một nghi thức triệu hồi rất là kỳ lạ. Và nó đã nhanh chóng bị loại bỏ và thay bằng cách mà chúng ta thường dùng hôm nay. Từ trước khi phiên bản 1.13 Aquatic Update được ra mắt, thì người chơi thường hay tránh xa các khu vực đại dương mênh mông rộng lớn này. Ta sẽ làm như thế. Đó là vì trong các phiên bản này, mọi vật phẩm khi ta quăng xuống nước đều sẽ chìm xuống dưới đáy cả. Vậy nên, trong trường hợp ta xui đến mức chết ở giữa vùng biển mênh mông, thì toàn bộ vật phẩm trong người bạn sẽ chìm xuống đáy biển. Và bạn chỉ có 5 phút để lặn xuống dưới và nhặt lại toàn bộ thứ đó. Còn với việc vào thời điểm đó, ta chưa có các cơ chế nào gọi là bơi cả. Cùng với việc các vùng biển trước phiên bản 1.13 đã từng rất là tối, khiến cho công việc này vừa tốn thời gian vừa đau đớn. Nếu như bạn không mang thứ gì quý giá trong người, thì có lẽ bạn nên cho chúng chìm ở dưới đó luôn cho rồi. Enderman là một trong những con mắt phức tạp nhất trong game, và cũng là sinh vật có lịch sử phát triển khá là kỳ lạ. Enderman từng sở hữu mắt màu xanh lá thay vì màu tím, từng phát ra tiếng của zombie khi bị đánh. Nghe trông chả hợp với bản chất đáng sợ của nó chút nào. Cùng với đó, đã từng có một khoảng thời gian ngắn, khi mà Enderman bị hạ gục thì nó sẽ rơi ra một cục kim cương, một thứ quý hơn cả trong thời điểm đó. Phá vỡ giới hạn trong Minecraft cũng là một chủ đề được bàn tán rất nhiều. Và trong các phiên bản rất lâu về trước, thì việc phá vỡ giới hạn này có thể được thực hiện dễ dàng hơn nhiều. Trong các phiên bản cũ, thì nếu như các bạn đi đến được mốc 30 triệu block kể từ spawn, bạn sẽ bắt gặp một hiện tượng là gọi là Phantom Chunk. Các bạn có thể thấy khu vực này trông cũng khá là bình thường đúng không? Đó là cho đến khi các bạn tiến vào, và ngay lập tức các bạn sẽ rơi tự do xuống nơi sâu hơn cả đáy xã hội. Sau khi World Border được giới thiệu vào Minecraft, thì bạn sẽ không có cách nào để có thể tiến xa hơn 30 triệu block được nữa. Những bạn bắt đầu chơi từ các phiên bản rất lâu về trước chắc đều sẽ biết rằng ta đã từng có thể cầm một miếng lava nóng hơn 1000 độ trên tay mà không có vấn đề gì cả. Trở về thời điểm vài năm trước, thì nền gạch chéo GIF đã từng cho chúng ta rất nhiều block mà bình thường không thể thu thập được một cách nào khác. Ví dụ như ở đây, sử dụng lệnh gạch chéo GIF người chơi số 10 thì ta sẽ có được một block lava hoạt động bình thường. Còn khi dùng số 11 thì ta cũng được block lava, nhưng khi đặt ra thì nó lại đứng yên một chỗ như trời trồng như thế này. Còn có một số block kỳ lạ khác ta có thể thu thập được như là lửa, số 51, block nước số 8 hoặc số 9, hay là block cổng Nether số 90, Cristiano Ronaldo số 7, à chết, nhầm vật phẩm rồi. Đáng buồn là ta không còn có thể thu thập chúng trong phiên bản mới nhất nữa. Lửa trong Minecraft đã từng là một mối đe dọa lớn với người chơi. Chúng từng sở hữu khả năng lan ra xung quanh với tốc độ nhanh khủng khiếp, cùng với việc dập tắt nó là cả một vấn đề. Nên... chỉ cần thả một đám lửa ở đây thôi, thì chúng hoàn toàn có thể phá hủy nguyên cả một khu rừng lớn như thế này. Người chơi tiếp tục sống trong nỗi lo sợ cho đến... Wow, bro, bình tĩnh, tôi đang quay mà. Cho đến bản Java Edition Beta 1.6, khi mà lửa đã bị giảm sức mạnh nặng nề. Trong các phiên bản Minecraft hiện tại, thì anh em có thể nấu chín đồ ăn hoặc nung quặng bằng cách sử dụng lò nung. Nhưng khi Minecraft mới được ra mắt, thì nó còn đơn giản hơn nhiều. Ta không cần lò nung hay nhiên liệu gì cả, chỉ cần cầm cái bật lửa trên tay và đốt quặng cần nung, và ta-da, dễ như ăn bánh vậy. Nhưng đừng thử nó trong phiên bản hiện tại nhé. Chắc chắn các bạn đã xem được nhiều pha clutch xô nước cực kỳ mạng nhãn đến từ anh bạn mang tên Javonmer này rồi. Thì đúng,
chúng ta chắc đều không còn quá xa lạ với việc dùng xô nước để cứu mình khỏi bàn tay thần chết rồi. Nhưng trong quá khứ thì gần như không ai biết đến cái gì gọi là water bucket MLG cả. Thì trước đó, chúng ta cần đến một hồ nước sâu ít nhất 2 block thì mới có thể hạ cánh an toàn được. Điều đó có nghĩa rằng nếu như bạn nhảy xuống khu vực nước chỉ sâu 1 block thì sẽ chắc chắn một điều rằng bạn sẽ ngụp ngay tại chỗ. Đó là cho đến phiên bản 1.4.4 khi mà ta hoàn toàn có thể sống sót với một block nước nhỏ xíu mà thôi. Điều này là mình suy nghĩ rằng Dream nếu chơi mạnh hơn ở mấy phiên bản cũ này thì sẽ ra sao nhỉ? Bye Dream! Wait, what? Oh my God! Chắc mà sẽ thất bại thảm hại. Nếu như các bạn có chơi Skyblock thì sẽ không thể không biết đến cái máy farm đá huyền thoại này được. Còn nếu như các bạn cũng chơi cái này từ một bản rất là cũ thì chắc cũng sẽ biết rằng ta còn có thể làm một máy farm tương tự như này, nhưng thay vì đá thì ta có hắc điện thạch. Tất cả những gì các bạn cần làm là đặt một mảnh redstone ở khoảng trống này và xong, máy farm obsidian ở đây rồi. Và các bạn biết thứ này đã từng OP đến mức nào rồi đấy. Nó cuối cùng đã bị loại bỏ khi phiên bản 1.8 được ra mắt. Mà ai cần máy farm obsidian khi các speedrunner không có cuộc sống giờ có thể tạo nguyên một cánh cổng nether chỉ trong vài giây. Enchanting hay phù phép có thể là một cực hình đối với nhiều người. Tuy nhiên, việc này đã từng tệ hơn rất nhiều. Trong các phiên bản trước thì khi phù phép ta không cần lapis hay gì cả. Nghe thì có vẻ tiện hơn đấy. Ý mình là lúc đó còn chưa có lapis trong game nữa mà. Nhưng bù lại, để kiếm được enchant level cao nhất thì ta cần đến 50 level thay vì 30. 50 level đấy. Các bạn biết cày nó mệt đến mức nào không? Chưa kể việc ta không thể biết được enchant ta sẽ nhận được là gì. Và khi enchant thì nó sẽ rút toàn bộ 50 level mà ta đang có trong người. Nghe là biết bằng phải khổ dâm đến mức nào rồi đấy. Nhìn vào bức hình này các bạn có thể thấy gì? Ý mình không phải là cái bức tường ở đằng này đâu, mà là cách bức hình này được tạo ra cơ. Không phải mod hay gì đâu. Đây đã từng là một tính năng đấy. Nó được gọi là Isometric Screenshot, hay nói một cách dễ hiểu là ảnh chụp toàn cảnh thế giới. Đây là một tính năng được thêm vào trong bản Java Edition InDev. Khi ở trong thế giới, chúng ta có thể ấn phím F7 và BOOM, ảnh chụp toàn cảnh thế giới bạn ở trong sẽ hiện lên trong bức hình này. Mặc dù đôi lúc nó gặp một vài vấn đề như là không chụp được toàn bộ chân, nhưng đây có thể là một tính năng cực kỳ hay và phù hợp cho Minecraft sinh tồn. Khi các bạn có thể chụp toàn bộ những gì các bạn đã làm, đã xây dựng được trong thế giới sinh tồn của mình. Một điều đáng buồn là nó đã bị loại bỏ trong bảng if dev vì thế giới từ thời điểm đó đã trở nên vô hạn rồi. Từ trước phiên bản Java Edition Alpha 1.7 thì vật phẩm mang tiếng kéo cát chưa được thêm vào Minecraft. Vậy có thể một số bạn sẽ thắc mắc rằng ta sẽ lấy lông cừu bằng cách nào? Thực ra lúc đó ta có một cách khác đấy, nhưng sợ mình nói ra thì tổ chức nào đó sẽ công cụ mình mất. Chúng ta đã từng phải thu thập lông cừu bằng cách sử dụng bạo lực lên chúng. Một cú đấm và xong, lông cừu nó rụng ra rồi. Cừu lúc đó cũng chả có drop gì, nên ta chả có lý do gì để giết chúng cả. Nếu như tính năng này vẫn tồn tại cho đến hôm nay thì chắc Pate sẽ kiện Mojang luôn mất. Chúng ta hiện tại đang ở phiên bản 1.19. Nhưng liệu các bạn có biết rằng phiên bản 2.0 đã được ra mắt trong năm 2013 rồi không? Hoặc ít nhất, chúng được ra mắt dưới hình thức là trò đùa cá tháng 4. Đây có thể là một trong những phiên bản cá tháng 4 được yêu thích nhất bởi người chơi ở thời điểm đó. Trong phiên bản đó có một số cơ chế khá là buồn cười, như là ta có thể biến động vật thành người chơi game girl bằng cách liên tục cho nó ăn cho đến khi nó phát nổ. Hay là ta cũng có một số sinh vật như là gà kim cương có khả năng đẻ ra kim cương, bò redstone, hay là wither sau khi xem anime quá nhiều. Thằng ngố đét. Việc di chuyển xung quanh trong các phiên bản Minecraft cũ đã từng rất là khó khăn khi ta không có ngựa, xe mỏ hay là elytra cả. Thay vào đó, giả sử ta muốn di chuyển từ điểm A đến điểm B tận trên kia, ta có thể sử dụng một con heo và một cái cần câu. Trong bản này đã từng có một lỗi khá là buồn cười. Khi mà ta ngồi lên heo và spam chuột phải bằng cần câu lên nó, ta có thể liên tục kéo con heo và phóng cả heo cùng người chơi bay lên trời. Đây chính là thứ mà họ gọi là Grand Prix Sprite đấy mà. Và cuối cùng là một thứ có thể biến Minecraft phiên bản trước đó thành Horrorcraft. Trong phiên bản Java Edition Alpha 1.3, nếu như ta đi ngủ ở một khu vực quái vật có thể spawn ra thì sẽ có một tỷ lệ nhỏ bạn sẽ bỗng nhiên thức dậy nửa đêm cùng một con zombie hoặc skeleton spawn ngay bên cạnh bạn và bắt đầu tấn công bạn. Nếu như các bạn đang thắc mắc thì đúng rồi,
nó chả khác gì là jump scare cả. Vậy nên bà sẽ phải đặt giường đi ngủ ở một khu vực thật là sáng và an toàn, để chắc chắn không có con quái vật nào thì thầm vào tai bạn lúc đang ngủ cả. Và video đến đây là hết rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video. Nếu như các bạn muốn ủng hộ channel của cái thằng ớt ơ này thì đừng quên ấn vào cái nút like và đăng ký kênh ở phía dưới. Và mình sẽ gặp lại các bạn trong những video sau. Còn giờ thì see ya.